Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị an ninh trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Đầu tiên sẽ là những tin chính. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 8 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc tiếp tục kéo dài và lan rộng. Vào ngày 2 tháng 7, Trùng Khánh tiếp tục đưa ra cảnh báo lũ màu đỏ, sông Kỳ Giang thuộc thượng nguồn của đập Tam Hiệp đã trải qua trận lũ lớn nhất kể từ năm 1940. Mực nước cao nhất của trạm ngũ xá ở Kỳ Giang tăng 10 đến 11 mét và 40.000 người dân địa phương đã được di chuyển khẩn cấp. Tại Quý Châu, lũ ống bộc phát tràn vào đường phố và biến thành thác nước. Nước lũ cuồn cuộn nhấn chìm đất nông nghiệp và nhà cửa. Có 6 huyện bị chìm ngập và không rõ người dân sống chết ra sao. Vào khoảng 12 giờ ngày 2 tháng 7, trạm tổng hợp giám sát thủy văn của thành phố Trùng Khánh đã đưa ra cảnh báo lũ màu đỏ. Do ảnh hưởng của mưa lớn, dự kiến toàn bộ lưu vực sông Kỳ Giang, Trùng Khánh trong 8 giờ tới sẽ xảy ra thác lũ. Trạm ngũ xá ở Kỳ Giang, khu Giang Tân có mực nước vượt quá mức an toàn 200,51 m từ khoảng 5,7 đến 6,3 m, tăng từ 10 đến 11 m. Tờ Nhật báo Nhân dân của Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố trên Twitter rằng vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 2 tháng 7, mực nước tối đa của trạm ngũ xá đã đạt 205,56 m, vượt quá mức đảm bảo là 5,05 m và vượt mức nước lũ năm 1998 là 0,01 m. Đây là mực nước cao nhất kể từ khi trạm được thành lập. Đây là lần đầu tiên Tổng trạm Giám sát Thủy văn thành phố Trùng Khánh công bố cảnh báo đỏ với lũ lụt ở Kỳ Giang. Đoạn video trực tiếp cho thấy đường cao tốc dọc theo sông Kỳ Giang ở Trùng Khánh bị ngập lụt nghiêm trọng do trận mưa ngày hôm đó. Đường ray bị vỡ, các trạm xăng và cột đèn đường trên đường phố đều bị ngập nước, các cửa hàng dọc đường ven sông cũng đã bị ngập và một số ngôi nhà ở phố cổ của thị trấn Quảng Hưng đã bị ngập lên đến tầng 2. Chính quyền địa phương cho biết họ đã sơ tán khẩn cấp 40.000 dân và có ít nhất 6 huyện ở Quý Châu đã bị nhấn chìm, thương vong chưa xác định. Vào ngày 23 tháng 6, trang mạng thời tiết Trung Quốc đã đưa tin trận mưa lớn nhất kể từ khi lũ lụt tới Quý Châu ở Trung và lưu sông Dương Tử. Dự kiến mưa cực đại sẽ diễn ra từ ngày 6 tháng 7 đến ngày 8 tháng 7 và cơn mưa hiện tại đã càn quét qua Quý Châu, Trùng Khánh, Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây, An Huy, Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải và Quảng Tây cùng hơn 10 khu vực tỉnh thành đều cần tăng cường phòng chống thiên tai. Kể từ ngày 21 tháng 6, Quý Châu đã đưa tin xảy ra các thảm họa nghiêm trọng. Khu vực ở Tuân Nghĩa và Đồng Nhân bị ảnh hưởng nặng do một tuần mưa liên tục, lũ lụt lở đất, thủy điện và các đoạn đường bị gián đoạn. Đường phố Quý Châu đã trở thành thác nước, một số lượng lớn phương tiện và người dân bị cuốn trôi. Số người tử vong rất khó thống kê. Điều tồi tệ nhất là nước tích tụ trên các con đường của thị trấn Mộc Qua tới hơn 4 mét và một số lượng lớn người dân ở thị trấn Ba Tiêu gần đó và các thị trấn khác đã bị trận lụt vây khốn. Nhưng thị trấn Ba Tiêu liên lạc bị tê liệt nên tình trạng không rõ. Huyện Diên Hà, thành phố Đồng Xuân xuất hiện sụt lở đất đá, đến nỗi đường hầm của đường cao tốc Quan Châu bị sập. Đường phố, nhà cửa và cửa hàng trong thị trấn gần như chìm trong nước. Vào ngày 6 tháng 7, Cục Khí tượng Quý Châu tiếp tục đưa ra cảnh báo đỏ với mưa bão ở huyện Vũ Xuyên, Chính An, Diên Hà và Đồng Tử. 13 huyện thuộc thành phố Tuân Nghĩa và Đồng Nhân đã đưa ra cảnh báo màu vàng. Kính thưa quý vị, Ấn Độ triển khai tên lửa phòng không tầm ngắn lên vùng Ladakh sau khi phát hiện Trung Quốc đưa nhiều trực thăng tới biên giới. Là một phần tiến trình tăng viện cho khu vực, lục quân và không quân Ấn Độ đã triển khai các hệ thống tên lửa phòng không phản ứng nhanh trong khu vực Ladakh để ngăn chặn bất cứ chuyến bay liều lĩnh nào của tiêm kích hay trực thăng của quân đội Trung Quốc PLA, hãng tin ANI của Ấn Độ ngày 24 tháng 6 dẫn các nguồn tin chính phủ. Động thái này xảy ra trong bối cảnh Trung Quốc được cho là đang xây dựng một bãi đáp trực thăng mới ở mũi đất số 4 trên hồ Posang Tesho. Gần một tin đồn quân sự Ấn Độ, ảnh vệ tinh ngày 6 tháng 7 cho thấy quân đội Trung Quốc thiết lập ít nhất 16 tin đồn trong bán kính 9 km từ LAC, gần thung lũng Gangwon, nơi xảy ra vụ ẩu đả chết người hồi tuần trước. Trong bối cảnh các hoạt động xây dựng vẫn đang diễn ra trong khu vực, các hệ thống phòng không mà quân đội và không quân Ấn Độ triển khai tại đây nhằm ngăn chặn các máy bay chiến đấu, trực thăng của không quân Trung Quốc gây ra sự bất ổn trong khu vực.
nguồn tin từ chính phủ Ấn Độ nói với hãng ANI. Quân đội Ấn Độ đang sử dụng một số loại tên lửa phòng không tầm ngắn phản ứng nhanh, trong đó có mẫu Akash có thể tiêu diệt các máy bay chiến đấu và máy bay không người lái chỉ sau vài giây. Ấn Độ đã tiến hành một số cải tiến, nâng cấp để tăng khả năng thích ứng của tổ hợp tên lửa này với địa hình núi cao, theo Sputnik. Giới chức Ấn Độ hồi tuần trước cho biết đang hối thúc Nga đẩy nhanh tiến độ chế tạo và chuyển giao các hệ thống phòng không tầm xa S-400. Một số nguồn tin chính phủ Ấn Độ cho biết phía Trung Quốc tiếp tục triển khai khí tài, trong đó có tiêm kích Su-30 và oanh tạc cơ chiến lược tới gần biên giới. Hệ thống radar Ấn Độ phát hiện tiêm kích và trực thăng tấn công của Trung Quốc bay gần khu vực bờ hồ do Ấn Độ kiểm soát. Hàng loạt động thái triển khai quân đội và khí tài diễn ra trong bối cảnh quan hệ Ấn Độ và Trung Quốc căng thẳng vì vụ đụng độ hôm 15 tháng 6 giữa binh sĩ hai bên ở thung lũng Gangwon, khu vực Ladakh. Thưa quý vị, báo South China Morning Post dẫn thông tin từ CCTV cho biết Trung Quốc vừa tuyển 20 võ sĩ môn võ tự do để huấn luyện chiến đấu tay không cho lực lượng lính biên phòng tại biên giới Tây Tạng. 20 võ sĩ này thuộc câu lạc bộ võ thuật Embo Fight Club ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Câu lạc bộ này được biết nhiều đến với việc đào tạo các võ sĩ đi dự các giải đấu quốc tế về võ thuật. Nhiệm vụ chính của đội này là huấn luyện chiến đấu tay không cho lính biên phòng, lực lượng đặc nhiệm, theo trang Tencent News Trung Quốc. Động thái trên diễn ra sau khi ít nhất 20 binh lính Ấn Độ thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với quân Trung Quốc tại biên giới. Bắc Kinh không công khai số thương vong bên mình, dù truyền thông Ấn Độ nói mất mát binh sĩ của Trung Quốc nhiều gấp đôi. Theo một thỏa thuận được ký kết năm 1996, cả hai nước không được phép dùng súng hay thuốc nổ trong khu vực. Ngoài tuyển mộ lực lượng võ sĩ này, Trung Quốc cũng tuyển thêm một số lượng dân quân mới ở Tây Tạng, trong đó có nhiều người có chuyên môn về công nghệ, thông tin, về leo núi, đặt mìn. Tờ The PLA Daily cho biết, nguồn tin của tình báo Mỹ cho biết quân đội Trung Quốc đã cố tình gây ra vụ đụng độ với Ấn Độ ở biên giới nhưng phải nhận quả đắng. Tướng Triệu Tông Kỳ, tư lệnh chiến khu miền Tây thuộc quân đội Trung Quốc PLA, đã duyệt kế hoạch hành động của binh sĩ dọc theo đường kiểm soát thực tế LAC, khu vực tranh chấp ở phía Bắc Ấn Độ và Tây Nam Trung Quốc. Trang US News trích dẫn nguồn tin từ tình báo Mỹ. Tình báo Mỹ cho rằng tướng Triệu đã cho phép các binh sĩ Trung Quốc tấn công lính Ấn Độ ở thung lũng Gangwa hồi cuối tuần trước, dẫn tới vụ đụng độ khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Theo nguồn tin, tướng Triệu cho rằng vụ tấn công hôm 15 tháng 6 ở Gangwon là cách để Trung Quốc dạy cho Ấn Độ một bài học. Thông tin này trái ngược với tuyên bố của Trung Quốc về vụ đụng độ tuần trước. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên trong cuộc họp báo ngày 19 tháng 6 nói Ấn Độ là bên duy nhất có lỗi với loạt hành động khiêu khích và xâm phạm lãnh thổ Trung Quốc. Giới phân tích cho rằng vụ đụng độ không phải là một sự cố bất ngờ, mà là một động thái được Trung Quốc lên kế hoạch từ trước nhằm phô diễn sức mạnh với nước láng giềng. Tuy nhiên, kế hoạch này dường như phản tác dụng bởi vụ việc châm ngòi cho làn sóng phẫn nộ trên khắp Ấn Độ suốt một tuần sau đó. Ngoại trưởng Ấn Độ Subramanyam Jaishankar từng nói thẳng với người đồng cấp Vương Nghị rằng các ông đã ủ mưu tấn công từ trước. Một số nguồn tin cho biết vụ đụng độ khiến ít nhất 20 lính Ấn Độ và 40 lính Trung Quốc tử vong. Một số binh lính mỗi bên bị bắt và sau đó được thả ra. Theo tình báo Mỹ, tướng Triệu đã tổ chức lễ truy điệu cho các binh sĩ dưới quyền chết trong vụ đụng độ, nhưng truyền thông Trung Quốc không đề cập tới buổi lễ này. Các bài đăng trên mạng xã hội đề cập đến thất bại hoặc sỉ nhục khi nói về những binh sĩ thương vong trong vụ đụng độ với Ấn Độ cũng nhanh chóng bị xóa. Sau vụ đụng độ, nhiều người Ấn Độ xóa ứng dụng mạng xã hội TikTok và đập điện thoại do Trung Quốc sản xuất. Nó trái ngược những gì Trung Quốc muốn, đây không phải là chiến thắng của quân đội nước này, nguồn tin cho biết. Bộ Viễn thông và Đường sắt Ấn Độ mới đây đã quyết định tạm ngừng hợp đồng với các nhà thầu Trung Quốc. Ấn Độ đã đóng băng 3 dự án đầu tư trị giá 667 triệu đô la Mỹ của các công ty Trung Quốc thực hiện tại bang Maharashtra, theo yêu cầu của Bộ Ngoại giao Ấn Độ. Các dự án bao gồm thỏa thuận xây dựng nhà máy ô tô và nhà máy xe điện. Theo báo cáo hồi tuần trước của công ty phân tích địa lý Hockey 360, hình ảnh vệ tinh từ cuối tháng 5 cho thấy sự gia tăng lực lượng ở phía Trung Quốc có vẻ là binh lính vũ trang và pháo tự hành. Tướng Triệu cũng được cho là đứng sau căng thẳng Trung Ấn ở cao nguyên Doklam năm 2017. Sau 2 tháng chạm trán ở biên giới, cả Ấn Độ và Trung Quốc năm đó đều thống nhất rút quân.
Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!